Hello, xin chào các bạn đến với video mới của Vào Trần Vlog. Hôm nay Vào Trần Vlog đang đi tham quan khu sinh thái Mỹ Phước Thành ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nha cả nhà. Rồi bây giờ mời cả nhà đi theo bước chân của Vào để đi vào tham quan khu du lịch Mỹ Phước Thành nhé. Xin mời. Đây là những cái đang trên đường mình đi vào khu du lịch Mỹ Phước Thành nha mọi người. Đây là đường đi vào, có những cái dây leo. Ủa, cô Châu đó là ở đâu làm? Dạ, trên Tân Hồng đó cô Hồng. À, Tân Hồng ở đây hả? Dạ. À. Cái đó là nửa ký là một ký thôi. Cái này, cô Châu á. Cái này là không? Cái này là một ký. Xin chuẩn xem này không? Ở đây đâu có phải dùng nuôi trâu đâu ta? Dạ, phía tên Tân Hồng là dùng Tân Hồng nuôi hả? Dạ. À, có dùng nguyên liệu. Tân Hồng là dùng nuôi trâu nhiều. Cái đó thì cái hộp đó vậy là bao nhiêu? Cái hộp vậy là 415. À. Còn nhỏ cái này là 115. Gói ăn thử là 30. Đi ăn thử thôi trâu không nha. Đi ra phía ngoài đó cho bác đó. Chọn mấy cái tình đó. Ra cuối đường bằng đâu. Đây là khu du lịch Mỹ Phước Thành. Có rất nhiều các loại khô nha mọi người. Thank you.
lại thiệt là chưa. Bán đi. Cái này là mình đổ bánh da lợn hả chị? Dạ, bánh da lợn. Bánh da lợn là bánh truyền thống xưa giờ. Nhưng bây giờ thì có thể mình làm không kiểu cọ này chi tiết. Con có lấy cái phải cao không được không chị? Cái này để về nhà tiêu không ta? Dạ. Phải cao không á chị? Mẹ đây là làm bánh da lợn. Dạ, bánh da lợn. Giờ có tủ gì hấp tiện hơn là bánh hấp hồi xưa có cái sẵn gì nha. Đúng rồi, giờ có cái tủ hấp nó tiện quá. Cái gì giờ ta cũng chế chờ được cái tên này. Thời buổi 4.0 mà cái gì ứng dụng công nghệ hết, nhưng mà làm gì làm cũng không qua cái truyền thống ha. Nhưng mà từ cái truyền thống chúng ta mới ứng dụng lên theo thời đại từ từ được. Ủa cái đậu xanh đó là chị làm loại bánh gì? Dạ bánh này làm nhiều lắm, làm nhân của bánh này, nhân của các loại bánh khác. Thì rất là nhiều loại bánh. Nên là phải hấp chín bánh nè, làm gì bánh. Một dĩa như vậy là giá nhiêu chị? Dạ 100.000. À 100.000, thủ quốc loại bánh. Dạ, bánh bò. Dạ. Bánh da lợn. Cái thằng này 50 hả chị? Dạ dĩa nhỏ 50. Bánh chuối luôn, hình như dạ. Thấy có bánh chuối có đúng bánh không? Chuối, bánh chuối, à, bánh chuối nữa. Có bánh chuối luôn. Tại vì nói chung dĩa bánh 100.000 thì thôi, nhưng mà thị trường thì nó cao. Cái này là bánh mì. Ở đây là du lịch, chi phí rất là nhiều, tiền nhà mặt bằng, tiền nhân viên, tiền thuế, tiền điện, tiền nước, nói chung chi phí nhiều lắm. Như vậy chứ người ta không có lợi nhuận chưa. Thì mình theo khách ăn thì thấy 100.000 hơi đắt đúng không? Thì thật sự là ở nhà hàng thật sự ở trong đây đi du lịch thì như chị nói đi chia sẻ thì chi phí tới 15.000 nè. Đúng rồi, chi phí rất là nhiều, tiền thuế, tiền mặt bằng rất là cao, tiền nhân viên rất là cao, rồi tiền này nói chung rất là nhiều là tiền, rồi lắm lúc những lúc ế nữa, có những ngày đầu tuần vắng lắm,
rồi có khi bán không hết bị hư nữa. Dạ. Khi bán không hết thì đâu có để qua mấy ngày được đâu, dạ. Đâu phải phải hủy. Đúng rồi. À, nói chung thấy vậy đó, thì thấy đắt giá nhưng mà thật sự không có không lợi nhận được bao nhiêu. Nên là nhờ được mấy ngày lễ thôi, chứ ngày thường cũng lay rai. Cái cuối tuần thứ bảy nhật thì đông. Ngày hôm qua chắc đông, bữa nay cũng đông khách đó chị hả? Dạ đông, mấy hôm lễ thì đông. À. Nhờ khách du lịch ở xa người tới nhiều. Dưới đây thì nó chất, thấy cảnh nó chất xác. Có cái lò điện này hấp tiện quá ha. Dạ, nó hấp ga. Dạ, dạ. Ga. Ít hao ga hơn, thì mình nấu được cái chiếc này nó hao hơn. Cái kè nó mất ga chứ. Đúng rồi, kè kè nó mất ga lắm, hao lắm. Ngày nó làm cái tủ như này, kính nó không có bị gì hơi gió ra ngoài, có hơi nóng ra ngoài. Ít hao ga. Cái bánh xăm banh này là mình tự làm luôn hả chị? Xăm banh à? Dạ đúng rồi. Dạ nha. Thank you.
kêu chua luôn. Đây là mình đang đi trên đồng lúa nghe mọi người. Đây, đó, lúa rất là nhiều. Đây, 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 từng cọng luôn. Đó, thấy chưa các bạn. À, khu này thì ở ngoài á, là đầm nước sen. Nhưng mà vào đây á, thì lại là đồng lúa. À, lúa này thì ta gọi là lúa nước nha cả nhà. À, ở dưới là đang là sắp sắp nước. À, khuôn viên này là cực kỳ là rộng. À, có rất là nhiều cái tum và những cái mọi người ta đang ăn uống. À, đó rất là nhiều luôn. À, và mọi người thấy xa xa không gọi là khu bên kia nữa. Đó là khu du lịch này cực kỳ rộng. À, khu bên kia thì họ thiết kế những cái chòi, những cái tum nằm ở trên những cái đồng sen, trồng cũng trồng sen, tại vì thấp 10 là đặc sản gọi là về hoa sen. Theo như mọi người nói thì tháp 10 đẹp nhất bông sen. Đó, để chưa, Caramel đã nói rồi đó các bạn. Đây, mình sẽ đi vào đây. Đây có cái ghế trên một cái bàn. Mình sẽ ngồi thử. À, ghế này là ghế tre. Ừ, rất là đặc biệt. Xin chào. Đây. Ừ, phía sau lưng mình là nguyên một cánh đồng lúa nha các bạn. À, mọi người. À. Rồi, đó, đây là nguyên sau lưng mình một cái view cực kỳ coi như là đẹp và thoáng mát, gió thổi rất là rất là mát. Tại vì giữa cánh đồng mà hoang sơ mà, hòa quyện cùng với thiên nhiên. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp một đoạn nữa để giới thiệu cho mọi người thấy những cái khung cảnh này. À, xa xa thì mình sẽ thấy là có một cái ta sẽ để một cái hình mô hình một cái gọi là một cái chiếc chẹt, mà dân miền Tây thì gọi na ná, nó giống như là một cái chiếc xà lan nhỏ vậy đó cả nhà. Thì mình sẽ đi dài ra cái chiếc chẹt này, chiếc xà lan nhỏ này để review cho mọi người xem nhé. Đây mọi người thấy hai bên đường đi ra là mình đang đi tắt ngang cánh đồng lúa. Đây, đây là cánh đồng lúa đang chỗ bông.
Rồi. Đây, mọi người thấy chiếc chẹt không? À. Đây, đó, đó là chiếc chẹt. Nha cả nhà. À, mình đang đi ra để xem. À, mình đang đi dài dài ra chiếc chẹt nha. À, đang thấy là trên chiếc chẹt là có rất nhiều người đang ở trên đó để ta gọi là check in nha mọi người. À, theo như mình hiểu thì có khả năng là những lúc mà về đêm thì có thể là trong một dịp nào đó có thể cái khu du lịch này họ có những ca sĩ hát ở trên chiếc chẹt này hay gì đó mọi người ạ. Tại vì mình thấy có cái bảng ta để là đêm nhạc gió đồng vì đây đang giới thiệu đây. Mọi người thấy cái bảng không? Rồi mình đang đi lên trên chiếc chẹt nha. À, xung quanh là cũng là cánh đồng lúa và mình sẽ đi lên chiếc chẹt để xem nha cả nhà. Ở trong này là có máy rồi đàng hoàng đây, âm thanh. Đây, các người thấy không? Đây là cái view cực kỳ là đẹp. Nếu mà các bạn có thời gian và có thể sắp xếp được thì nên hãy ghé khu du lịch Mỹ Phước Thành để tham quan một lần cho biết nha. Tại vì theo mình đánh giá thì cái này tầm có khoảng 4 sao. Khu công viên này thu hút rất là nhiều người dân ở các tỉnh thành khác, miền Tây cũng như Hồ Chí Minh. Để đến để vui chơi vào những dịp ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần, thứ bảy hay chủ nhật gì đấy. Đây, đó là mình sơ lược, mình review cho mọi người thấy, mọi người xem. Cánh đồng lúa. Rồi, bắt đầu là review các món ăn ở khu du lịch Mỹ Phước Thành nha cả nhà. Đây là món hến xào, giới thiệu với mọi người. Để là coi như là xúc với bánh đa. Còn đây là món cơm cháy kho quẹt, đặc sản của miền Tây. Khi mọi người ghé khu du lịch này thì nên kêu những cái món này. Đặc biệt, đây là món chả ốc. Đây mọi người xem. Và kế tiếp là món cá heo nướng, cũng là nướng mía ớt thì cũng là đặc sản của vùng sông nước miền Tây. Và đặc biệt là cái món này. Đây, món này là món tôm trái thơm. Rất là, theo mình đánh giá thì đây là cái món đặc biệt của ở khu du lịch Mỹ Phước Thành này nghe cả nhà. Mọi người xem. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử mỗi một món là một ít, thử xem coi cái chất lượng của quán này như thế nào. Trước mắt thì mình sẽ dùng món hến xúc panda. Wow, thử nha, mời mọi người nha. Hến mà này nó có ấy, nó có gì có cái hương vị gì giống như là sa tế gì nè. Nghệ, chính xác, nghệ chính xác. Mọi người ăn món này cũng rất ngon. Đây là món chả ốc đặc biệt của cái khu Mỹ Phước Thành này nha cả nhà. Mình sẽ ăn thử xem, chấm vào nước mắm. Ngon.
món này là ngon, mềm, nêm nếm rất là vừa ăn. À, thêm miếng nữa nha mọi người. Ngon quá. Rất là ngon. Thôi bây giờ mình sẽ thử qua tới món cơm cháy. Cơm cháy này thì chắc không có gì đặc biệt so với những chỗ khác, nhưng mà mình sẽ thử cái kho quẹt ở đây như thế nào. Cơm cháy thì nó đặc biệt, nó sẽ có cái kho quẹt. Kho quẹt này trong này nó có cái khô cá lóc hay gì á mọi người ơi. Để mình sẽ thử nha. Khô nhưng mà vẫn chưa phân biệt được khô gì mọi người ơi. Khô cá lóc mọi người ơi. Món này cũng rất là ngon. Cơm cháy là giòn. Caramel đang chảy nước miếng rồi. Cơm cháy ăn rất là ngon. Nói chung này, khu này là mình đã sử dụng 3 món thì mình thấy là nêm nếm vừa ăn. Rất đặc thù cái hương vị của người dân miền Tây. Đây là con cá heo. Cũng là một đặc sản của vùng sông nước. Cả nhà thấy không? Thịt cá heo này thì nó rất là béo nha mọi người. Ai mà ăn béo là rất là ngon nha. Mình vẽ thử nha. Mình ăn. Cá heo này ở đây thì người ta nướng ta cũng có một cái món nước chấm riêng. Mình thấy thì nhìn thấy cũng là hấp dẫn, nhưng mà mình chưa biết cái nước chấm này là cái gì. Mình sẽ chấm để mình ăn thử. Đúng rồi. Này là nước chấm hải sản. Này là nước chấm hải sản. Đây là nước chấm hải sản. Cực kỳ ngon. Béo. Cá thì rất là béo, thịt cá mềm. Đúng là đặc sản của vùng sông nước miền Tây. Không thể nào kiếm ở vùng nào khác có cái loại cá này. Đặc biệt là vùng top 10 đã có. Mình sẽ review thêm món này nữa, đang để cho Caramel ăn nha cả nhà. Để Caramel nãy giờ nhìn thấy ra vẻ giống như là cũng hơi bị đói nha. Món này là món tôm. Cái xôm với sốt bayonne. Đây là cái trắng trắng này là sốt bayonne. Ngon. Quá hấp dẫn. Đâu miếng thơm đâu? Đây miếng thơm. Thịt tôm cháy mà mình ăn cặp chung với khóm thì nó là với thơm cháy thơm nữa em nào nha mọi người. Có sốt bayonne nữa. Mình ăn thử xem nha. Mình thấy có khả năng là hòa quyện hai thứ rất là ngon. Để mình thử nha cả nhà. Không còn gì hấp bẳn bằng. Mình khuyên á mọi người khi có dịp ghé vào khu Mỹ Phước Thành nên gọi những món ăn này để thưởng thức thử dân gian của miền Tây. Cái
linh không mày? Linh. Cái linh kia. Linh xứ thấp 10 nè, có cá linh nè. Không, mình cục đứng làm như nó ướp với xả. Xong Vinh Ba, nãy giờ làm được nhiêu phút rồi? Đang quay. Đang quay cá năng. Ờ. Đang quay mình ăn. Ăn hả? Ừ, nó sẽ tới nướng. Cái món này là đặc biệt nhất nè. Ừ, ngon. Bông biển biển xào tép. Giỏi mày. Giỏi hả? Ừ. Tới sống luôn à. Nó làm chín sẵn rồi nó trộn á. Không, tép mới gan. Tép mới gan xong rồi. Tép mới gan xương. Để xương gì không? Viên chén rồi để xương. Hỏi. Ta chơi đây rồi. Thiểm chánh tông lên bà. Hả? Có thiểm nè. Ất chị mẹ. Ừ. Bà nữa không? Hả? Trời. Anh với Chí Hướng là giống nhau vấn đề này nè. Đi chợ đồ giờ cũng ghé mua 2.000 hết trơn. Em lúc nào trong tủ không có ớt là không được. Vợ em nó vẽ là một củ nhỏ nhỏ em bỏ tủ lạnh ngăn mát á. Ừ. Ớt thiểm không ngon. Dạ, chấm muối ớt rồi hết sảy luôn á. Này ở đây quán này nó ta làm mấy cái món dân dã. Trong miếng rồi. Đồng quê. Đồng quê. Ừ. Nhưng mà mấy món này là đa số là nó cũng là gọi là đặc sản của miền Tây mình á. Đặc sản không á. Ừ. Này mình kêu mấy món này của mình kêu là đặc sản đặc không á. Đặc sản miền Tây không á. Ừ. Mấy món mình kêu này nè. Là đặc sản á. Miền Tây thì của mình thì chỉ có là không cầu kỳ, nhưng mà mấy món là đơn giản nhưng mà món lẩu đồ là bình thường quá. Nó rất là ngon. Vậy cho anh chấm muối sức ra cho mẹ với em đây em đi. Dạo với Hướng à. Ok, không có rồi. Gỏi này lúc trộn cũng ăn vừa ăn à. Cho ba giàu lên cái clip này cũng có cô gái miền Tây đàng hoàng không? Máy giật cũng có dạ được rồi cắm bó ca cậy vào ngã mình cái này chồng mua vậy đúng vậy ra hả nhìn cái. Đồng Tháp nổi tiếng với những cánh đồng sen bát ngát, khung cảnh thôn quê Thanh Bình và khu du lịch sinh thái Mỹ Phước Thành với diện tích 6.5 hectare. Giữa những cánh đồng ngập tràn hoa sen, xung quanh là những ruộng lúa thênh thang. Ở đây có rất nhiều khu ăn uống như khu sen, khu ruộng, khu gió đồng và khu lúa. Hiện tại thì mình đang ngồi ở khu lúa nha các bạn. Thực đơn ở đây thì rất là phong phú. Nhiều món ăn đồng quê, đặc sản miền Tây Nam Bộ như cá lóc nướng, chuột nướng, gà quay và nhiều món ăn khác. Đồng Tháp 10 cò bay thẳng cánh, nước Tháp 10 lấp lánh cá tôm. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo của mình. Khi xem video, các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào.